Hello, xin chào cả nhà. Rất vui được gặp lại cả nhà trên kênh YouTube của Nam nha. Hôm nay thì cả nhà cùng với gia đình của Nam sẽ đồng hành đi từ Bến Tre. Chúng ta sẽ đi Phú Quốc trong vòng dự kiến là 3 ngày. Thì chúng ta sẽ có một lộ trình đi từ Bến Tre đi đến Hà Tiên. Chúng ta sẽ có cái thời gian di chuyển đây đến đó tầm khoảng 4 tiếng đến 5 tiếng tùy theo cái mật độ xe và thời tiết khí hậu nha. Hôm nay thì không biết trời tiết có được tốt như mong muốn hay không. Và Nam cùng mọi người khởi hành từ lúc gần 5 giờ thì dự kiến là cũng khoảng 9 giờ mấy 10 giờ sẽ tới Hà Tiên và chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đó rồi có những cái hoạt động tại đó cả nhà tham quan một số điểm ở đó. Kế hoạch chúng ta sẽ đến tham quan núi Mô Sô, một trong những cái di tích văn hóa của lịch sử của Việt Nam. Thứ hai là chúng ta đi Thạch Động, ở trong đó có chùa Tiên Cảnh, Tiên Sơn cả nhà, Tiên Sơn cũng giống như là tiên cảnh vậy. Và điểm kế tiếp thì chúng ta sẽ đi tham quan núi Đá Dựng, một trong những di tích nổi tiếng tại Hà Tiên. Và chúng ta không quên thì đi đến bãi biển Mũi Nai, Hà Tiên. Cách Hà Tiên thì cũng tầm khoảng mười mấy km nha. Thì với bán kính đó chúng ta cứ đi loanh quanh lên đó, chúng ta nghỉ ngơi rồi đi chợ đêm. Những cái hoạt động tại thị xã Hà Tiên. Sau đó thì ngày hôm sau chúng ta sẽ book xe, chúng ta sẽ book, xin lỗi cả nhà, chúng ta sẽ book phà, chúng ta sẽ đi phà cao tốc. Nam sẽ chọn là chúng ta đi từ Hà Tiên đi Phú Quốc bằng phà cao tốc Bình An. Ở đây thì chúng ta đi bằng phà thì nó sẽ có các khung giờ, có thể từ 1 giờ đến 12 giờ trưa và tới 5 giờ chiều. Nó có những cái khung giờ mà chúng ta phù hợp chúng ta lựa chọn ha. Nam chọn khung giờ là 9 giờ sáng thì để mọi người ăn uống rồi cà phê đâu đó hết rồi chúng ta chuẩn bị lên tàu. Dự kiến của chúng ta tàu chạy thì cũng tầm khoảng 3 tiếng đến 3 tiếng rưỡi nha cả nhà. Đó thì với một chiếc xe 7 chỗ thì chúng ta mất cái phí 1,1 triệu. Còn vé người đi trên xe thì tài xế thì chúng ta được miễn phí rồi. Những người đi trên xe thì một vé thì là 185.000, đó là 1 chiều đi thôi cả nhà. Đó, thì chúng ta cần là chuẩn bị là căn cước hoặc là passport. Những người nước ngoài xe thì chúng ta cần có cà vẹt để cung cấp cho nhà vé, hoặc là chúng ta có thể nhờ khách sạn họ sẽ book vé cho chúng ta. Đó, chúng ta book vé xong rồi ngày hôm sau chúng ta đến bến tàu, chúng ta nhận theo code vé và chúng ta lên tàu thôi, không mất thời gian làm thủ tục và mua vé nữa. À, thì cả nhà thôi, nhưng thật sự là khi chúng ta đến sớm hơn cái giờ khởi hành của tàu khoảng tầm 30 phút là chúng ta có thể mua vé một cách thoải mái nha cả nhà. Đó, chúng ta cũng không hề cập rập gì đó. Lộ trình đi thì mình sẽ đi tuyến cao tốc Trung Lương Cần Thơ, sau đó chúng ta lại đi tiếp hết tuyến chúng ta qua cao tốc Cao Lãnh Vàm Cống ha. Đây thì chúng ta vừa đi lên cầu Cao Lãnh nha. Thì qua cái cầu Cao Lãnh này á thì chúng ta sẽ đi qua một cái cầu thứ hai là cầu Vàm Cống. Sau qua cầu Cống thì chúng ta lại đi tiếp tuyến cao tốc đi về Hà Tiên. Thì chia sẻ thêm với cái tuyến này Nam đi một lần rồi. Tuyến cao tốc này thì chạy có khoảng 80 cây số giờ thôi nha cả nhà. Nó cũng không chạy nhanh được tại vì đường nó rất nhiều, đi rừng cũng khá gồ ghề và đi qua rất là nhiều cái cống thoát nước cho các cái kênh đồng ruộng đó, cho nên là đường đi cũng khá là xấu và chúng ta cũng không nên chạy quá nhanh để chúng ta phải giảm thắng bất ngờ thì gây cho những người đi trên xe rất là mệt nha. Và sau khi qua hết các cái tuyến cao tốc thì chúng ta đi về từ Nam nghĩ là từ Rạch Sỏi mà chúng ta đi về Hà Tiên thì đoạn đường nó khoảng tầm 80 km thôi, nhưng mà khó đi lắm cả nhà, dằn và đường ổ gà cực kỳ luôn. Một trong những đặc sản để chúng ta đi về Hà Tiên là chúng ta sẽ phải trải qua nếu chúng ta muốn trải nghiệm những cái di tích thắng cảnh ở tại Hà Tiên thì chúng ta phải vượt qua đoạn đường khó khăn này. Và khi về thì mình có thể chọn lộ trình từ Phú Quốc đi về Rạch Giá luôn. Có thể chuyến tàu chúng ta đi lâu hơn một chút, vé tàu mắc hơn một chút, nhưng chúng ta sẽ rút ngắn ngắn cái đoạn đường đi. Lộ trình đi về Nam sẽ đi về từ Phú Quốc đi Rạch Giá, không qua Hà Tiên nữa nha. Rồi bây giờ thì Nam cùng với cả nhà tiếp tục đồng hành và chúc cho cả nhà có một chuyến đi trải nghiệm qua kênh của Nam thật là thú vị nha. Lần nữa cảm ơn cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp đây của Nam trong cái chuỗi series
3 hoặc 4 ngày 5 hành trình đi tham quan đảo Phú Quốc nha. Và bây giờ thì cả đoàn đã ghé ở một quán cà phê võng trên đường đi về hướng Hà Tiên cả nhà. Sáng giờ trời mưa quá nên mọi người cũng dừng lại uống cà phê rồi nghỉ ngơi lại tiếp tục đi. Chúng ta khởi hành từ lúc 4 giờ gần 5 giờ cả nhà. Bây giờ thì đã là 8 giờ mấy 9 giờ rồi. Chúng ta đi được hơn 4 tiếng rồi. Trời hôm nay mưa nhiều, mưa suốt tuyến cao tốc luôn. Còn khoảng 80 km nữa thì chúng ta đến Hà Tiên. Tình hình là nếu mà chúng ta mưa như này không mở lại du lịch một số điểm ở đó thì chúng ta lại hành trình đi về Phú Quốc luôn cả nhà. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với Hà Tiên nha. Bây giờ thì Nam và mọi người vừa đến thấy Hà Tiên nè cả nhà. Đây là một ngay chỗ một cái khu vực cách thành phố Hà Tiên thì khoảng tầm 60 km nữa. Anh thấy khu đến đây check in nè. Cho nên ghé qua cái chỗ khu vực này, nó có một cái eo biển ra. Mọi người dừng ở đây rất là nhiều. Ở đây bao đẹp luôn, gió rất là mạnh luôn cả nhà ơi. Biển thì trong xanh nè. Gần bờ thì sẽ có một cái đoạn được là do mấy hôm nay trời mưa đó. Thì bình thường thì biển ở đây rất là trong nha. Ở đây mọi người ghé qua đây rất là nhiều cả nhà. Bữa nay là sóng quá.
gió mạnh quá luôn. Sóng rất là nhiều nha, cũng nói chung là có động nhẹ à cả nhà. Anh Nam đang đứng tại một cái khu, một cái mũi ra, trời ơi gió lạnh mà đứng run người luôn cả nhà ơi. Hiện tại thì được mọi người chia sẻ đang đứng ở đây là mũi chỗ kỳ bàn nha cả nhà. Ồ, đứng chỗ này là bao phê luôn, gió rất là mạnh nha, cực kỳ mạnh luôn, mấy cái nước biển văng vào người luôn cả nhà ơi. Đó, chỗ này chụp hình bao đẹp nhưng mà gió lắm, trời ơi, nước ướt lên người mình luôn à. Hiện thì phía trước mặt của chúng ta còn anh nhìn thấy không, phía trước là có một cái đường dây điện là đi từ Hà Tiên đi ra Phú Quốc không, rất là xa, ngay cái tầm của Hà Tiên ra thì đó là hiện tại thì sức gió đây quá mạnh luôn cả nhà, trời ơi, đứng muốn thổi bay mình đi luôn á, gió mạnh quá, rất là đẹp, biển bữa nay là sóng lớn quá cả nhà ơi. Đây là ngay chỗ cái mũi cây bàng á, đây anh chia sẻ với cả nhà khung cảnh của chỗ mũi cây bàng ha. Chúng ta ra tới đây chúng ta chụp hình check-in rất là đẹp nha. Hướng đây là hướng phố Hà Tiên đây. Dọc theo cái biển này cả nhà. Hey, hello cả nhà. Cả nhà ơi, Nam vừa xuống tới khu vực biển Hà Tiên là cả nhà. Đang ngay chỗ cái này mà Nam thấy một cái eo biển. Ở đây hỏi thì mọi người nói ở đây là ngay chỗ cây bàng nha. Đó. Trời đứng đây sức gió cực kỳ mạnh luôn. Đó, cả nhà thấy không? Chúng ta ra cái mũi đằng đây. Chụp hình rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn, mà gió ở đây rất là mạnh nha. Không biết là Nam nói về cả nhà có nghe rõ không chứ. Đây là đó, cả nhà thấy không? Biển rất là đẹp. Gió rất là mát luôn. Đi từ lúc gần 5 giờ sáng bây giờ là tới nơi rồi đó cả nhà. Bây giờ là để Nam xem coi. Gần 12 giờ rồi, đường đi cũng không kẹt xe gì hết, mưa nhiều và đường đi thì quá xấu đó cả nhà. Bắt đầu từ rạch giá, rạch sỏi á, mình đi về đây là phải nói là đường rất là xấu, cực kỳ xấu luôn, đi chạy chậm lắm. Ở trên cao tốc cũng vậy, chúng ta qua hết cao tốc Cao Lãnh và sau đó chúng ta đến cao tốc Vàm Cống, chúng ta đi gần như là tốc độ 50 60 rồi cả nhà, tại vì trên đường nó có rất nhiều cái chỗ mà nó lồi lõm á, nên là chúng ta cứ qua những cái cống á là chúng ta phải giảm tốc độ để chúng ta qua cái cống. Ôi ơi, em cầm máy nè, ở nhà thấy gió bay tới bay lui luôn á cả nhà ơi. Ở đây muốn bay Leica mà rất đẹp nhưng mà gió này không bay được luôn nha. Không thể nào mình bay được đâu, bay là mất mất Leica luôn. Nên là quay cho những cả nhà xem thôi. Đi ra cho cả nhà xem nha. Ở đây có một cái mũi để chúng ta chụp hình rất là đẹp nè. Đó. Khu này có vẻ là mới, lần trước Nam đi thì Nam chưa thấy chỗ này, chưa biết chỗ này. Đợt này thì thấy chỗ này mọi người ghé rất là đông nên ghé đây chia sẻ với cả nhà luôn. Chúng ta xem rất là đẹp nha.
nữa nha, gió quá. Cầm cái máy quay mà giữ nó không vững luôn đó cả nhà ơi. Chúng ta đi tiếp. Và sau đây thì Nam sẽ chia sẻ với cả nhà, những anh chị mà chưa đến chùa Thạch Động thì chúng ta sẽ có một cái lộ trình đi như thế này. Do Thạch Động thì nằm cách trung tâm Hà Tiên thì cũng không xa, cho nên chúng ta dễ dàng đi đến Thạch Động bằng xe máy hoặc những cái phương tiện khác. Nếu mà chúng ta ở các tỉnh phía Bắc thì chúng ta có thể đi bằng máy bay về Cần Thơ, sau đó thì chúng ta sẽ bắt xe chúng ta đi về Hà Tiên. Và do Thạch Động thì là một cái gồm một cái hang sâu có hai cửa chính nha cả nhà, bao gồm một cái cửa đi hướng ra cửa đông thì hướng ra Mỹ Đức và một cái cửa thì hướng về thị xã Hà Tiên. Để tới Thạch Động thì chúng ta phải leo ngược khoảng 50 cái bậc thang đá nha. Trong quá trình mà chúng ta leo trên bậc thang, chúng ta có thể rất là mệt và chúng ta có thể dừng lại nghỉ chân và chúng ta lại tiếp tục đi. Khách sẽ được ngắm nhìn từ xa toàn cảnh của thị xã Hà Tiên luôn cả nhà. Từ trên đây chúng ta có nhìn toàn thị xã của Hà Tiên luôn. Và chúng ta có thể nhìn thấy đất bạn Campuchia. Nếu mà chúng ta đi, chúng ta đem theo ống ngắm thì chúng ta có thể nhìn thấy cả cái vịnh Thái Lan luôn cả nhà, nhấp nhô trên cái mặt biển luôn. Cho nên từ cái vị trí ở cao ở trên Thạch Động thì chúng ta nhìn toàn cảnh thị xã và thấy được nước bạn luôn. Và ở đây thì Nam cũng chia sẻ cho cả nhà xem toàn cảnh của Thạch Động từ trên cao nha. Và cũng chia sẻ thêm, ở đây thì chúng ta không được bay phép bay Lycam được cả nhà. Vì thứ nhất là gần khu vực biên giới, thứ hai là có rất là nhiều đồn biên phòng dọc theo cái tuyến khu vực Thạch Động. Ở đây thì Nam cũng xin phép, nói chung là mình hỏi thăm và mình chỉ bay thời gian ngắn và không có bay ngang cái khu vực có những cái trạm, những cái nơi mà chốt kiểm soát quân sự nha. Đó, tránh cái trường hợp mà có thể là chúng ta phải bị phạt hoặc bị tịch thu hay là bị bắn rơi Lycam nữa cả nhà. Nam cũng bay vừa cái độ cao vừa thôi và chúng ta nhanh. Chủ yếu là chúng ta lấy được cái cảnh từ trên cao của Thạch Động để cả nhà hình dung được. Chứ chúng ta không có được bay xa mà bay vòng 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 ở đó, có thể ảnh hưởng tới việc an ninh thì có thể chúng ta bị phạt đó nha. Đó, Nam chia sẻ thêm như vậy. Thì cơ bản là chúng ta có thể lấy cái cảnh đẹp để chia sẻ với mọi người, chứ không có mục đích khác. Cho nên là chúng ta cũng nên có một cái cách để chúng ta có thể lấy cam ở những cái góc mà nó không ảnh hưởng và cũng tránh bay gần qua cái khu vực biên giới. Như Nam thấy ở phía cái đường trước chúng ta đó là một cái đường vòng qua núi Đá Dựng cả nhà. Chúng ta cũng không nên bay vòng qua khu vực đó. Thì phía bên đó là có đi ngang các cái trạm chốt của khu quân sự thì có thể chúng ta không được phép như vậy. Đó, chúng ta chỉ lấy những cái góc nào mà nó thuận lợi nhất thôi và không ảnh hưởng đến cái việc an ninh chung nha. Đó, Nam chia sẻ với cả nhà như vậy. Nó chứ không phải ở đây là chúng ta thoải mái về việc bay Lycam hoặc hình ảnh như thế này. Đó, chúng ta có thể đứng từ mặt đất chúng ta nhìn lên. Nhưng mà để chúng ta nhìn bao quát hơn thì chắc chắn là mình cũng phải có một chút xíu bay Lycam một vài phút thôi cả nhà. Nam nghĩ thì nếu mà chúng ta muốn chia sẻ những hình ảnh đẹp, những hoạt động ở đây thì chắc chắn chính quyền địa phương cũng không có vấn đề khó khăn với chúng ta, trừ những chúng ta dùng những việc Lycam cho những mục đích khác thì không nên ha. Đó, Nam cũng đã bay một ít như vậy và chia sẻ với cả nhà thôi. Thì sau khi đây chúng ta sẽ đi vào khu vực bên trong của Thạch Động và những ngôi chùa ở bên trong đó nha. Trong đó có một ngôi chùa và Nam cũng chia sẻ luôn với cả nhà về cái ngôi chùa này. Đây là một ngôi chùa là Tiên Sơn cổ kính nha cả nhà. Một ngôi chùa nằm trong cái Thạch Động luôn. Và với ngôi chùa này thì được xây dựng vào năm 1790, thờ Quan Thế Âm Bồ Tát và Phật Thích Ca. Đặc biệt thì ngôi chùa Tiên Sơn chánh điện nằm ngay trong cái hang. Và lúc nào ở đây thì không khí cũng rất là mát mẻ như cả nhà và rất là yên tĩnh luôn. Du khách đến đây thì cầu bình an nè cho những người thân yêu và gia đình đó. Chúng ta sẽ có những cái hoạt động ở bên trong đó.
Khi mà chúng ta đi vào bên trong cái thạch động á, thì chúng ta sẽ rất là ngỡ ngàng trước một cái không gian rất là đẹp. Có rất là nhiều khách đến đây, họ rất là thích thú và cảm thấy rất bất ngờ về cái thạch động này đó cả nhà. Và mình cũng muốn chia sẻ với thêm với cả nhà là ở trong hang thì chủ yếu là đá vôi. Với những cái thạch động ở đây thì nó có khoảng 250 triệu năm về trước đó cả nhà, và đã được hình thành ở đây tới thời điểm bây giờ luôn. Và mọi người ở đây cũng xây dựng ngôi chùa từ năm 1700, như nó chia sẻ là ngôi chùa chúng ta thấy là từ năm 1790 tới bây giờ thì được trùng tu và bảo dưỡng, và khách thập phương đến đây rất là nhiều khi chúng ta du lịch về Hà Tiên cũng giống như Phú Quốc. Và Nam chia sẻ thêm, ở trong ngôi chùa này thì ở trong thạch động thì chúng ta có rất là nhiều lối đi, nhiều lối ngóc ngách cả nhà. Sau hun hút bước vào bên trong thì chúng ta sẽ thấy một cái lối đi lót đá được mài nhẵn thôi. Chúng ta đi sâu vào bên trong và nó cũng có những cái lối đi và chúng ta có những cái tay vịn chúng ta đi vào bên trong nha. Bên trong thạch động thì gần như là không khí rất là mát nha cả nhà. Giữa cái thạch động có một cái khe núi, nó đi thẳng vào bên trên luôn cả nhà, lên trên đỉnh núi luôn. Ở đây thì có những cái hang sâu, những cái hang đại bàng, rồi cái tích về thạch xanh giải cứu cho công chúa, rồi có những cái giếng tiên đó cả nhà, rất là sâu. Và chúng ta có thể đứng ở đó và chúng ta nghe cái âm vang của chúng ta nó vang vang lại khi chúng ta nói lớn tiếng ha. Và Nam thấy trong đây không khí rất là mát vì gió từ bốn phía nó về trên những cái khe núi và trên những cái đỉnh núi đó cả nhà, nó đi thẳng vào phía dưới, cho nên chúng ta vào đây có một không gian rất là mát và rất là yên tĩnh luôn. Có rất là nhiều cái góc chúng ta để chụp ảnh ha như cả nhà. Và bây giờ chúng ta đi vào bên trong để tham quan nha. Chúng ta đi sâu vào bên trong nha, đường lên chỗ thạch động này cả nhà. Bên đây hai bên bán các cái hàng quán rồi đường quà lưu niệm nhé. Ở chân đau nữa mà. Nhưng mà phải đi thôi. Lên đi rồi Phật phù hộ cho hết đau chân. Lần mới có mấy chục bậc thang mà thở rồi cả nhà. Chúng ta phải hít thở sâu nha cả nhà.
để có một sức khỏe tốt, và để chúng ta leo núi cũng giống như các bậc thang như thế này thì chúng ta phải hít thở sâu nè. Chúng ta đi lên trên 50 bậc thang đá và chúng ta đi vào trong cái chùa Tiên Sơn nha. Thì cuối cùng chúng ta cũng vượt qua hết những cái bậc thang cuối cùng rồi. Đây là những cái vách núi vẫn rất là nguy hiểm và chúng ta không nên leo trèo trong những khu vực bị giới hạn nha. Đó, bây giờ chúng ta lại tiếp tục đi những cái bậc thang này. Chúng ta đi vào sâu trong chính điện nha. Khi chúng ta bước vào cái cổng ngay chỗ chùa Tiên Sơn thì chúng ta sẽ nhìn bao quát những cái vách núi thẳng đứng luôn cả nhà. Đúng là một cái tuyệt tác của thiên nhiên, cũng không thể nào chúng ta làm được như vậy đâu. Ngay khu vực này thì chúng ta cảm nhận một cái không gian rất là đặc biệt, rất là mát nha. Nam phải nói là rất là mát. Vừa yên tĩnh bên trong chùa thì được chế tác rất là tinh xảo luôn, một cái không gian rất là đẹp nằm ở trong cái thạch động, một trong những ngôi chùa rất đặc biệt mà Nam đã đừng đến đó cả nhà. Ở đây thì như Nam chia sẻ được xây dựng vào những năm 1790 tới bây giờ đó cả nhà. Trong đây thì có những cái lối đi, những ngóc ngách lối đi gần như là cũng rất là yên tĩnh và sạch sẽ luôn. Mọi người cứ đi vòng 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 ở đây. Trước mặt mình là một cái giếng tiên nha. Ở đây có một cái câu chuyện cổ tích rồi, các nhà có thể tìm hiểu thêm ha. Ở đây có để một cái thông tin cho chúng ta đọc vào đây. Và chúng ta lại tiếp tục đi qua cái khu vực khác trong cái thạch động nha. Ở đây chia sẻ thì trước đây cũng có rất là nhiều dơi đó cả nhà, nhưng mà sau khi chúng ta đi nhiều quá Ta thì đi sâu dơi nó bên cũng trong không còn nữa. ở lại đây nữa. Chúng ta đi ra một cái lối như thế này để chúng ta nhìn lên trên. Thẳng lên trên đỉnh núi luôn. Và chúng ta cũng không nên leo trèo nha, rất là nguy hiểm mà. Chúng ta đi theo những cái nơi được phép thôi. Nam cũng chia sẻ thêm cả nhà những cái giếng trời đi. Lấy từ không khí từ bên trên. Đó, những cái rễ cây ở trên nó thả xuống tới cái phần này chúng ta đi qua lại luôn cả nhà. Đó, chúng ta đi đứng ở trong cái lan can này thôi và chúng ta đi qua những cái lối khác thôi ha. Ở đây là bên trong của thạch động đây. Em mình sẽ lại đi qua một cái lối đi khác cũng khá là hẹp thì nó cũng vòng quanh các cái chỗ chúng để thờ Phật nha. Chúng ta đi vào trong những cái lối như thế này. Ở đây thì cái lối này hôm nay thì có cái bảng giới hạn, cho nên chúng ta cũng không có lên trên đây. Chúng ta đi qua cái hướng khác nha. Ở cả nhà thấy không, trên một cái đỉnh núi rất là cao, có những cái khe núi cho nên là gió từ bên trên đó cả nhà đi thẳng xuống bên dưới luôn, cho nên trong đây không khí rất là mát, rất là thông thoáng chứ không có cảm giác bị ngột ngạt đâu nha. Ở đây là những cái công trình mà được con người chúng ta xây dựng nên. Nơi để mà thờ cúng rồi chúng ta có thể dừng nghỉ ngơi ở đâu đó rồi chúng ta lại tiếp tục tham quan ở trong khu vực này. Đó, làm đi một vòng qua bên đây ha. Ở đây có một cái hang gọi là hang Đại Bàng ở cả nhà. Như chia sẻ ở trên thông tin đây thì trước đây Đại Bàng nó gấp công chúa đi qua tới khu vực này thì rơi xuống đây cả nhà. Để là những cái vết máu thì thạch xanh lần theo những vết máu đó để giải cứu cho công chúa đó cả nhà. Cũng những câu chuyện cổ tích mà trước đây chúng ta đi học là chúng ta được sách giáo khoa chia sẻ hơn. Rồi cả nhà thấy không, đây là hang Đại Bàng á, một cái khe núi từ trên đỉnh núi thôi, nó vừa dẫn không khí Ở xuống đây và ánh chỉ có cái sáng hang làm Đại cho Bàng sáng hả? trong cái khu vực bên trong Sâu thạch sâu. động nha cả nhà. Thạch xanh á. Có hang thạch xanh Đây nữa. thì núi là núi đá vôi đó, nó có từ khoảng 250 triệu năm về trước rồi cả nhà. Bây giờ thì nó cũng vẫn còn lại tồn tại qua những năm tháng là những cái nếp rồi những cái việc mà bào mòn do thời gian cả nhà. Bị đậu Và bây chúng giờ ta những cái không khí ở đây rất là đẹp luôn. Chúng ta lại tiếp tục qua một cái khu vực khác. Ở đây chứ có nhiều cái cầu thang để chúng ta đi leo lên này cả nhà.
chúng ta lên trên thì chúng ta lại nhìn bao quát hết tất cả các nơi gần như khu vực thị xã của Hà Tiên, cũng giống như là biên giới bạn Campuchia nha. Rồi thế là chúng ta cũng đã đi gần xong hết trong bên trong của thạch động, bây giờ chúng ta đi ra bên ngoài. Đây là những cái lối chúng ta có thể đi vòng vòng, nó cũng với diện tích cũng không lớn lắm đâu bạn nha. Chúng ta có thể vào đây ngồi nghỉ ngơi và chúng ta có thể tiếp tục, có một cầu thang bên tay phải chúng ta leo lên trên nữa, đây nhưng là mà nó một cũng con giới đường hạn chúng ta đi xuống một nha đoạn bạn nha. thôi chứ chúng ta cũng Nếu không chúng có leo lên ta xa đâu, không đi và bằng chúng những bậc ta thang thì đi chúng hết ta đi cái từ khu vực con đường này, này nhé. chúng ta lại đi Đường qua này khu vực thì khác và đây sau khu vực có những người tham quan dân kinh doanh đây họ mới có đi lên bằng xe thạch thôi, động chúng ta thì đi bộ vô Nam sẽ chia sẻ với từ cả xe nhà tới đây chúng ta có thể một ở cái lại khu vực ha. kế bên đó là núi Đá Dựng. Thì ở đây thì khi mà chúng ta đến thì chúng ta có thể tham quan bên ngoài những cái khu du lịch kế cận đó, hoặc là chúng ta leo lên núi. Lên núi thì chúng ta phải sẽ đi sớm, và trong thời gian chúng ta leo lên tới đỉnh núi của Đá Dựng và đi xuống thì mất khoảng tầm 2 tiếng. Nếu tốt hơn là chúng ta sẽ có một người dẫn đường, người hướng dẫn chia sẻ với chúng ta, và có những chỗ khó đi và chúng ta cần một người am hiểu về khu vực đường đi sẽ tốt hơn. Thôi bây giờ thì để không cho mọi người chờ lâu hơn thì Nam sẽ rời Thạch Động và lại tiếp tục hành trình sang núi Đá Dựng nha. Và sau những ngày sau đó thì Nam lại di chuyển qua Phú Quốc. Thì Nam cũng chia sẻ với cả nhà thêm về phương tiện chúng ta đi qua Phú Quốc. Thì đi qua Phú Quốc chúng ta sẽ đi bằng phà cao tốc hoặc là tàu cao tốc. Nếu chúng ta đi ô tô thì chúng ta đi phà cao tốc. Chúng ta đi xe máy, đi người chở người thôi thì chúng ta người vận chuyển thôi, chúng ta đi các tàu cao tốc thì sẽ rất là nhanh, tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Còn chúng ta đi phà thì chúng ta mất khoảng tầm 3 tiếng đến 4 tiếng tùy theo chuyến phà chúng ta lựa chọn nha. Ở đây có hai bến phà chúng ta đi, đó là phà Thạnh Thới và thứ hai là phà Bình An. Thì với hai cái dịch vụ phà này, Nam thấy đều có một cái dịch vụ tốt, tàu tốt, cũng giống như là chúng ta sẽ trải nghiệm những cái chuyến đi rất là thú vị trên biển với cái thời gian là tầm 3 đến 4 tiếng. Và với cái đoạn đường là chúng ta đi thì xa tầm khoảng 120 km từ Hà Tiên đi Phú Quốc ở chợ nhà. Chúng ta đi trên tàu thì tàu di chuyển ở tốc độ khoảng 15 đến 20 hải lý thôi, thì tương đương từ 3 đến 40 km/h. Thì những biển thời điểm mà biển đẹp thì chúng ta sẽ trải nghiệm tốt và không ảnh hưởng đến sức khỏe. Những lúc mà biển động thì có thể có sóng nhiều ha, chúng ta có thể bị say tàu xe. Nếu mà chúng ta muốn hạn chế thì chúng ta nên ngồi im trong những cái khoang hành khách. Chúng ta đi ra ngoài boong tàu, chúng ta ngắm cảnh xong chúng ta quay trở vào thì chúng ta sẽ bị say xe, say sóng nha. Đó là Nam chia sẻ của. Và bây giờ thì đây là một trên con đường Nam đi qua núi Đá Dựng nha. Tại đây thì có cũng rất là nhiều cảnh đẹp, nhưng mà để xem có thời gian còn đủ phép cho chúng ta leo lên trên núi hay không. Nếu không thì chúng ta sẽ đi vòng vòng bên dưới thôi. Thời lượng video ngày hôm nay thì tới đây cũng đã sắp hết rồi cả nhà. Nam cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi clip nha. Cả nhà cũng đừng quên like, subscribe kênh của Nam và theo dõi những cái clip tiếp theo về hành trình đi từ Bến Tre đi Phú Quốc nha. Cảm ơn cả nhà lần nữa và chúc cả nhà có một ngày thật vui và hạnh phúc.